Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn với các em những nội dung liên quan đến công nghệ số, trao đổi thông tin và quản lý tài chính gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài số 3: tác động của công nghệ số đối với con người, xã hội. Công nghệ số được ứng dụng sâu rộng và mang lại hiệu quả to lớn trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống xã hội. Tuy nhiên, công nghệ số cũng có những mặt trái mà chúng ta cần biết để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của chúng. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 1 nhỏ, mặt trái của công nghệ số. Vậy, đâu là những tác động tiêu cực của công nghệ số? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất, ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ đối với sức khỏe. Lạm dụng công nghệ số có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe về thể chất, tinh thần như giảm thị lực, thính lực, đau xương khớp, thể lực suy giảm, nguy cơ béo phì, trầm cảm. Thứ hai, bị lệ thuộc vào công nghệ số. Việc lạm dụng công cụ tìm kiếm, lưu trữ thông tin khiến con người có xu hướng nhớ cách lấy thông tin hơn là nhớ nội dung thông tin và trở nên thụ động, lười suy nghĩ, lười tư duy và ít sáng tạo hơn. Một số người sử dụng thiết bị số mọi lúc, mọi nơi và họ cảm thấy buồn chán, bực bội, thậm chí là bị trầm cảm khi không được truy cập Internet, sử dụng mạng xã hội, chơi trò chơi trực tuyến. Nghiện công nghệ số dẫn đến ít trò chuyện, ít giao lưu trực tiếp, giảm sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè và xã hội. Thứ ba, phát sinh những tiêu cực về đạo đức, văn hóa, pháp luật trong môi trường số. Trong môi trường số, con người dễ phát sinh những hành vi thiếu văn hóa, trái đạo đức, vi phạm pháp luật như cung cấp, chia sẻ thông tin sai lệch, giả mạo, truy cập thông tin không phù hợp, thực hiện những hành vi gian dối, bôi nhọ, xúc phạm, bắt nạt, lừa đảo trên mạng, phát tán phần mềm độc hại, tấn công mạng, lạm dụng thiết bị thu âm, ghi hình, kỹ thuật số và tùy tiện trong việc chia sẻ, sao chép, chỉnh sửa, lan truyền thông tin trên Internet, làm cho quyền riêng tư, bản quyền tác giả bị xâm phạm. Ngoài ra, tính ẩn danh khi tương tác qua mạng, việc ẩn mình sau một tài khoản hoặc nhân vật trực tuyến làm cho người dùng có xu hướng mạnh bạo hơn, dễ dãi hơn trong việc phát ngôn, thực hiện những hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức, pháp luật. Thứ tư, đó là ảnh hưởng đến môi trường và lãng phí. Tốc độ phát triển của công nghệ số dẫn đến thiết bị số có xu hướng nhanh chóng trở nên lỗi thời. Khi bị loại bỏ, chúng trở thành chất thải điện tử, nguy cơ cho môi trường. Thói quen, lối sống chạy đua mua sắm thiết bị số đời mới, thay thế thiết bị số khi chúng vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng, vừa gây lãng phí tiền của gia đình, bản thân, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Và cuối cùng, đó là nguy cơ tụt hậu, mất việc làm. Sự phát triển của công nghệ số đã, đang và sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Tuy nhiên, ứng dụng công nghệ số làm giảm nhu cầu nhân lực,
đối với một số vị trí việc làm như bán hàng, thu ngân, trợ lý, thư ký hay nhân viên văn phòng, công nhân trong xưởng sản xuất. Những người không thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng, không theo kịp sự phát triển của công nghệ số sẽ có nguy cơ bị tụt hậu, thất nghiệp. Thì đây là những vấn đề mà cô vừa trình bày cho các em. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ở phần 2, sử dụng Internet đúng quy định. Những hành vi không phù hợp với lợi ích của cộng đồng hay xã hội trên Internet được coi là hành vi thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức trong môi trường số. Những hành vi bị cấm được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật thì nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong môi trường số. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về sử dụng dịch vụ Internet, sở hữu, sử dụng và trao đổi thông tin trong môi trường số. Thì những luật và các nghị định sẽ được trình bày ngay sau đây. Thứ nhất là luật công nghệ thông tin số 10, duyệt VBHN, VBQH ngày 12 tháng 12 năm 2017. Trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tiếp theo là ban hành nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 2013 quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, v.v. Và nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020, trong đó cụ thể hóa một số hành vi vi phạm pháp luật về đưa thông tin trên mạng xã hội. Hai nhỏ, sử dụng Internet đúng quy định. Vậy sau đây chúng ta sẽ nêu một số hành vi bị cấm, đó là thứ nhất, cung cấp, chia sẻ, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm kích động bạo lực, tiết lộ bí mật của cá nhân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ bị cấm. Thứ hai, cản trở trái pháp luật việc cung cấp, truy cập thông tin trên Internet của tổ chức, cá nhân. Thứ ba, sử dụng mật khẩu, thông tin, dữ liệu trên Internet của tổ chức, cá nhân khi chưa được phép. Và cuối cùng là tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, virus máy tính, xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin của tổ chức, cá nhân. Và sau đây các em hãy quan sát lại một lần nữa ha, những nội dung cô mới vừa hướng dẫn cho các em. Và phần tiếp theo là chúng ta sẽ nêu một số quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Điều đầu tiên
đó là chúng ta phải tuân thủ quy định hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp. Kế tiếp là sử dụng họ tên thật. Và chia sẻ thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy. Không sử dụng ngôn từ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo. Và cuối cùng là tham gia giáo dục, bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, lành mạnh. Đây là những việc chúng ta phải thực hiện để tránh những cái vi phạm đáng tiếc xảy ra. Vậy, việc sử dụng Internet với mục đích, động cơ sai trái, làm phương hại lợi ích quốc gia, lợi ích tổ chức, lợi ích cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức, thiếu văn hóa. Và sau đây các em sẽ cùng cô tìm hiểu bài số 5, đó là trình bày trao đổi thông tin. Một nhỏ, sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video hợp lý. Thì chữ và hình ảnh là hai dạng thông tin thường được sử dụng trong văn bản, bài trình chiếu. Sử dụng cỡ chữ, màu sắc hài hòa, hợp lý, giúp văn bản rõ ràng, dễ đọc, trang chiếu sinh động, hấp dẫn, nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin. Hình ảnh thường được sử dụng để minh họa, giúp trình bày thông tin trực quan, gây ấn tượng, thu hút sự chú ý của người xem. Ngoài văn bản, hình ảnh, biểu đồ, ngày nay video trở thành phương tiện truyền thông được sử dụng phổ biến khi trao đổi, chia sẻ thông tin trong môi trường số. Với khả năng kết hợp hình ảnh, âm thanh và văn bản trong trình bày thông tin, video cho phép trình bày cụ thể, chi tiết, chân thực, diễn biến của sự việc, hiện tượng, mang đến sự tin cậy, tạo cảm xúc cho người xem. Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh, biểu đồ, video trong trình bày thông tin cần phải đảm bảo như sau. Thứ nhất là tính phù hợp. Phương tiện trực quan giúp người xem có thể cảm nhận được những điều mà chữ hoặc lời nói khó hoặc không thể truyền tải được. Căn cứ vào lợi thế của mỗi phương tiện để chọn phương tiện trực quan phù hợp nhất với nội dung, mục đích trình bày thông tin. Thứ hai là đơn giản, dễ hiểu. Phương tiện trực quan phải đơn giản, dễ hiểu, làm nổi bật thông điệp cần truyền tải. Sử dụng phương tiện trực quan quá phức tạp, quá nhiều, nội dung không rõ ràng, không mạch lạc, có thể gây nhầm lẫn, khó hiểu, nhàm chán, mất tập trung cho người xem. Thứ ba, đẹp và rõ nét. Phương tiện trực quan cần đảm bảo tính thẩm mỹ, có bố cục hợp lý, hài hòa để cải thiện khả năng truyền tải thông tin, tạo ấn tượng tích cực, thu hút sự chú ý của người xem. Phương tiện trực quan cần rõ nét, kích thước đủ lớn để người xem có thể dễ dàng quan sát. Phương tiện trực quan cần có dung lượng vừa phải để thuận tiện cho việc lưu trữ, chia sẻ, trao đổi trong môi trường số. Và cuối cùng là tính hợp pháp.
khi sử dụng phương tiện trực quan của tổ chức cá nhân nào thì phải được sự cho phép của tổ chức cá nhân đó và trích dẫn nguồn để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nếu phương tiện trực quan có chứa thông tin cá nhân thì phải xin phép sử dụng để không xâm phạm quyền riêng tư. Phần 2. Đính kèm tệp vào sơ đồ tư duy. Thì sau đây cô sẽ trình bày các em mình khi thực hiện thì sẽ có 3 bước để đính kèm tệp vào sơ đồ tư duy. Bước thứ nhất, chọn thẻ insert. Bước 2, chọn picture để đính kèm tệp ảnh, minh họa. Ở bước 2, thay vì chọn picture, ta chọn attachment để đính kèm tệp. Trong đó có các dạng văn bản, video, bản tính, vân vân. Chúng ta sẽ thực hiện đính kèm vào sơ đồ tư duy. Bước 3, thực hiện theo các hướng dẫn của phần mềm để chọn tệp đính kèm. Và sau đây các em hãy dành ít phút để chúng ta quan sát lại 3 bước thực hiện nhé. Tiếp theo là bài 6A. Tổ chức dữ liệu cho dự án quản lý tài chính gia đình. Và sau đây là phần nội dung. Phần 1 nhỏ. Dự án quản lý tài chính gia đình. Thì như các em cũng đã biết, việc quản lý tài chính gia đình là bài toán thường gặp của mọi tổ chức, cá nhân. Quản lý tài chính tốt giúp xây dựng kế hoạch thu chi phù hợp, chủ động hơn trong cuộc sống và dự phòng cho những tình huống phát sinh. Và việc phần mềm bản tính có thể hỗ trợ giải quyết các công việc trong quản lý thu chi như là cập nhật, lưu trữ, lọc, sắp xếp, thống kê, tổng hợp các khoản thu chi, đối chiếu thu chi, vân vân. Phần 2, tổ chức dữ liệu và công cụ hỗ trợ nhập dữ liệu Data Validation. Lợi ích khi sử dụng công cụ Data Validation đó là nhập dữ liệu nhanh hơn, chính xác hơn, đảm bảo tính thống nhất của dữ liệu, tự động kiểm soát dữ liệu, tránh những dữ liệu ngoài phạm vi, không phù hợp, được nhập vào ô tính. Và cuối cùng, thuận lợi cho việc thống kê, lọc dữ liệu. Cô vừa trình bày xong tất cả các nội dung. Cô xin phép tạm dừng video ở đây. Cô xin chúc cho các em luôn học tốt và vui vẻ nhé. Xin chào các em.